Hễ được làm người là một điều vô cùng cao quý và hơn hẳn các loài khác, nhờ biết suy nghĩ, nhận định, phải quấy, tốt xấu, đúng sai. Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi dài nhân duyên chẳng chịt đan xen lẫn nhau, cho nên ta phải có trách nhiệm thương yêu, bao bọc, che chở cho nhau bằng trái tim hiểu biết. Ai sống mà có hiểu biết chân chính và nhận thức đúng đắn nhờ tin sâu lời Phật dạy, thì họ sẽ dễ dàng vươn lên những chướng duyên, nghịch cảnh mà vượt qua cạm bẫy cuộc đời bằng tình người trong cuộc sống. 20 điều khó ở đây không có nghĩa là không làm được, mà Phật muốn nhắc nhở chúng ta ý thức rằng ai muốn trở thành những bậc thánh nhân, những vị Bồ Tát và thành Phật trong tương lai thì trước tiên cần phải vượt qua 20 điều khó này. Khó được xem là yếu tố quan trọng để nung đúc tinh thần của chúng ta thêm sức chịu đựng bền bỉ và vững vàng trên con đường Phật đạo, là hành trang quý báu không thể thiếu trong đời sống tu hành của chúng ta. 1. Nghèo khổ bố thí là khó. Cái khó được nêu lên đầu tiên trong chuỗi dài 20 cái khó của kinh văn lại là sự bố thí của người nghèo khổ. Người nghèo khổ được định nghĩa là người thiếu thốn về sở hữu tài sản, về vật chất, họ không đủ cơm ăn áo mặc. Còn bố thí là hình thức chuyển giao quyền sở hữu với tinh thần ban tặng tự nguyện. Nó đòi hỏi người cho phải sung mãn, giàu có. Đằng này dù thiếu thốn nhưng vẫn biết làm việc bố thí thì còn gì đáng khích lệ cho bằng. Nhà nho thường nói, bần cùng vô oán nan, nghèo khó thì không oán là khó. Câu nói này chưa hàm xúc đầy đủ ý nghĩa của cái gọi là khó như lời dạy của Đức Phật. Nghèo khổ mà biết bố thí vừa bao hàm thái độ không trách oán, không đổ thừa, vừa nói lên được thái độ bao dung, độ lượng và hy sinh. Thật đúng là nghèo của nhưng không nghèo lòng. Ngoài ra thì ta còn hiểu được rằng người nghèo mà biết bố thí có sự cảm nhận nhân quả sâu sắc. Họ nhận thức được rằng sự nghèo khó một phần ảnh hưởng nghiệp quá khứ, bùn xỉn, keo kiệt, và một phần ảnh hưởng nghiệp hiện tại, sinh kế, thiếu phương tiện, thiện xảo. Họ gieo bố thí cốt để tạo cơ sở thuận tiện cho tương lai, mà thông qua hành động thiện ích đó, hiện tại họ cảm thấy an lạc. Có lẽ vì nhận thức sâu sắc được điều này, tôn giả Tu Bồ Đề chỉ thích đi khất thực hóa duyên ở những xóm làng nghèo khó, và ngay cả trường giả cấp cô độc thích bố thí, đến ngày khánh tận còn tiếc nuối không còn tài sản để tiếp tục hành thiện. Cũng như các vị học giả, đệ tam quả trở lên, sẵn sàng cúng dường tất cả sở hữu vật, mặc cho tận sản. Điều thứ hai đó là giàu sang học đạo là khó. Theo Đức Phật, một trong 8 nạn mà chúng sinh kém phước phải hứng chịu là sinh ở vùng biên địa. Đời sống ở những nơi này thì thường thiếu thốn vật chất, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng mà lạ lùng thay, Đức Phật lại dạy rằng chúng sinh ở Bắc Cô Lâu Châu đáng lẽ phải sung sướng, nhưng vì quá đam mê dục lạc siêu nhân, không hướng tâm đến tu tập, sau khi phước hết rồi lại bị sa đọa trầm luân miên miễn. Ở các cõi trời dục giới cũng như vậy, các thiên nhân ở thế giới này sống hưởng thụ các thiên lạc, thiên sắc, không còn tâm niệm để tu tập, hướng thượng nên cũng dễ bị sa đọa. Khi đã bị sa đọa rồi, họ phải chịu khổ hơn con người. Cũng giống hai trường hợp ở thế giới cõi trời, ở thế giới con người, những kẻ giàu có vật chất ít khi nghĩ đến việc tu tập, trau dồi phạm hạnh, thoát ly. Họ đam mê, bận bịu ở những tài sản vật chất. Chính sự giàu có về vật sở hữu đã trói buộc họ trong cái vỏ ngã ái và ngã si. Họ cho vật chất là mục đích tối hậu của cuộc sống, suốt ngày đua đòi bon chen theo tài sắc, danh, thực, thùy, hay sắc, thinh, hương, vị xúc. Những thứ đam mê mà Đức Phật gọi là ngũ dục hạ liệt chỉ có giá trị nhất thời thôi. Trong kinh Đức Phật dạy, quả báo của những kẻ giàu sang chạy theo ngũ dục lạc, sau khi thân hoại mạng chung sẽ làm voi ngựa cho nhà vua. Tuy được trang sức lộng lẫy nhưng mà lại thiếu trí tuệ, yếu tố cần thiết cho con người và đạo giải thoát. Chính vì thế giàu sang mà từ bỏ được tất cả để tầm cầu chân lý, học hỏi chính pháp là một điều không phải ai cũng thực hiện được. Gương của Đức Phật và Hoàng thân Quốc Thích của Ngài, gương của Đại Vương Ba Tư Nặc, Bình Sa Vương, A Xả Thế, Asoka, rất đáng để chúng ta suy ngẫm lại vị trí cuộc đời của mình. Các ngài đã vượt qua cái khó,
từ bỏ được thì chúng ta cũng phải làm được đúng như lời dạy của Tổ Quy Sơn. Bí ký trượng phu, ngã diệt nhĩ. Điều thứ ba, bỏ thân mạng vì lẽ phải là khó. Mạng sống của con người là quý, bởi thế cho nên đã là con người tất nhiên ai cũng tham sống sợ chết cả. Tâm lý ấy phổ biến đến nỗi nó trở thành bản năng tự vệ của con người khi đứng trước nguy hiểm hay khi trực diện với cả vô thường. Hiểm nguy, vô thường, những người khách không mời mà tới bị con người bằng mọi cách phản kháng quyết liệt để xua đuổi hầu bảo tồn sinh mạng của mình. Câu chuyện thần chết và lão tiểu phu đã biện chứng hùng hồn cho tâm lý ấy. Câu chuyện cho thấy rằng tuy cuộc đời chỉ dành cho lão tiểu phu những khổ đau bức bách, thân xác thì già nua, kiếm ăn thì vất vả, lo toan thì nhiều mối, vợ con, sưu thuế, khách nợ, cùng cực đến nỗi lão đã phải kêu gọi thần chết đến lôi đi cho đỡ một đời. Thế mà khi thần chết đến rồi hiện ra, lão đã chối phăng ngay lời thỉnh cầu vừa rồi của mình và nói dối là nhờ tay ngài đỡ củi lên vai. Cho nên câu kết của câu chuyện, thế mới hay bụng thế gian, khổ mà sống còn hơn. Thật là ngắn gọn và hết sức ý nhị sâu sắc, được diễn tả hết nội tâm phức tạp của con người. Sợ những phũ phàng, khổ đau do cuộc đời mang đến, nhưng mà lại vô cùng tha thiết với cuộc đời khổ đau này. Nắm bắt được cái mâu thuẫn nội tâm ấy, Đức Phật đã dạy, chết vì lẽ phải là một trong 20 việc khó làm nhất của con người. Lẽ phải, đứng trên quan điểm của Phật giáo mà phân tích, thì nó là chân lý về vũ trụ quan, nhân sinh quan và đường lối hành xử thích hợp để cuộc sống con người được giải thoát khổ đau. Chết vì lẽ phải là thực hiện và bảo vệ chân lý trên bước đường hoằng hóa độ sinh. Đúng về đời, nó có thể là sự hy sinh cao cả vì lẽ tồn vong của Tổ quốc, vì quyền lợi của một dân tộc. Muốn hiểu hết ý nghĩa lời dạy của Đức Phật, trước hết ta cần lược qua những tấm gương hy sinh cao cả vì đạo, vì đời, để xác định mình rõ ràng chết vì lẽ phải là khó, nhưng không phải là không thể thực hiện được nếu con người biết nhận chân được lẽ phải. Đời người cuối cùng rồi cũng phải kết thúc, nhưng nếu được kết thúc về mục đích lợi tha, hướng thượng, sẽ mang ý nghĩa cao đẹp vô cùng. Trong lịch sử Phật giáo, chúng ta hết sức khâm phục tôn giả Phú Lâu Na về tấm lòng chi thiết, về tấm lòng chí thiết, muốn đem ánh đạo vàng tới một vùng ngoại đạo ác độc, khiến cho ngài đã bộc phát những lời đối đáp, vượt qua được những vấn nạn của Đức Phật để được phép đến đó thuyết pháp. Chúng ta cũng khâm phục biết bao đối với các thánh tử đạo đã xả thân đấu tranh bất bạo động, vốn là đường lối đúng đắn và cao quý hiếm có của đạo Phật Tử Bi, để bảo vệ màu cờ của Phật giáo và gần gũi với cả thế hệ chúng ta nhất là gương hy sinh của Cố Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Trong lịch sử đất nước ta, câu nói bất hủ của Trần Bình Trọng, một dũng tướng đời nhà Trần, ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc, đã đi vào lòng dân tộc vì nó nói lên một tâm hồn bất khuất, một ý chí quật cường, đồng thời là ngọn roi quất mạnh vào mặt bọn phong kiến phương Bắc đã có dã tâm xâm lược đất nước ta và đồng hóa dân tộc ta. Rồi còn biết bao nhiêu gương trung dũng, kiên cường bảo vệ Tổ quốc. Nếu bọn phong kiến phương Bắc còn khoe khoang đồng trụ chí kim, đài dĩ lục, thì người dân giao chỉ chúng ta lập tức bắt chúng phải phản tỉnh mà nghiền ngẫm nỗi nhục, đằng giang tự cổ, huyết do hồng. Tóm lại, đúng như lời dạy của Đức Phật, dám chết vì lẽ phải là một điều khó làm vì bản tính con người vốn tham sống sợ chết. Điều này cũng không đáng chê trách, vì mặt khác Đức Phật cũng dạy rằng mạng sống của con người là quý, cho nên chúng ta trân trọng nó, bảo vệ nó, nhưng gặp đúng trường hợp đòi hỏi sự hy sinh mạng sống quý báu để phục vụ một lợi ích to lớn hơn, một chân lý tuyệt mỹ hơn, thì con người cần phải hy sinh cái ta của mình đi. Nếu có cái chết nặng tựa Thái Sơn, thì cũng phải có cái chết nhẹ như lông hồng. Nếu không có sự uyển chuyển trong nhận thức, trong quan niệm của con người về cái chết, thì qua 100 năm pháp thuộc, làm sao chúng ta có thể tìm ra những tấm gương hy sinh, cố thủ thành trì của một Nguyễn Tri Phương, một Hoàng Diệu hay một thái độ ung dung ngạo nghễ của một Nguyễn Thái Học khi cùng 13 đồng chí bước lên đoạn đầu đài. Và còn nhiều, nhiều nữa, nếu chúng ta xem qua tất cả các khúc phim lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của cả thế giới loài người,
chúng ta sẽ thấy đâu đâu cũng vang dội những thiên anh hùng ca bất tận. Cho nên, chúng ta phải hiểu rằng, khi Đức Phật liệt sự hy sinh vì lẽ phải là một điều khó làm, điều đó không thể được giải thích là Đức Phật không muốn chúng ta làm hay suy nghĩ rằng chúng ta không bao giờ có khả năng làm được. Điều đó có nghĩa rằng, nếu chúng ta thực hiện được điều khó đó, là chúng ta đã vượt thoát trên dòng vị kỷ để hướng tới một hình tượng bao la cao quý hơn, chan hòa cho cả một cộng đồng. Từ đó thì chúng ta dám xả thân, bảo vệ chân lý, lợi ích của tuyệt đại đa số vậy. Điều thứ tư, hiểu được Kinh Phật là khó. Kinh Phật ở đây chỉ chung cho Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo. Nó thuộc về Pháp Bảo, bao gồm Kinh, Luật, Luận và ngay cả những lời thuyết pháp của các Pháp Sư và các cư sĩ. Hiểu được Kinh Phật là khó vì Pháp Bảo của Phật thậm thâm vi diệu, có công năng chuyên trở hành giả đạt đến nơi an lạc. Pháp Bảo là chân lý, là con đường độc lộ hướng đến giải thoát và gần hơn là kiện toàn nhân bản xây dựng hạnh phúc cho con người. Pháp của Đức Phật được Ngài định nghĩa là lợi ích thiết thực hiện tại, cũng là hải đăng, là kim chỉ nam cho cuộc sống chân thiện mỹ. Hiểu được Kinh Phật còn bao hàm ý nghĩa, có thiện duyên nắm được phương tiện để nghe, để hiểu ý Phật, từ đó thì có thể chuyển biến tốt trên bước đường ngộ nhập chi kiến Phật. Gặp được chánh pháp là bắt gặp được bản đồ chân lý, từ đó thì sự đạt đáo chân lý chẳng còn là bao xa cả. Chính ngay tôn giả Xá Lợi Phật nghe A-La-Hán Mã Thắng, một trong năm anh em Kiều Trần Như, thiết bài kể: các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Thầy tôi, Đại Sa Môn, thường giảng dạy như vậy, mà ngộ lý nhân duyên, chứng sơ quả. Lục Tổ Huệ Năng thì nghe câu, ứng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, mà tỏ ngộ tâm tông. Và tôn giả, Bàn Đặc, nghiền ngẫm công án tạo địa, mà chứng A-La-Hán. Rồi đến các vị độc giác Phật, chứng đạo nhờ nghe tiếng pháp thinh trần, và các vị A-La-Hán nhờ nghe pháp tứ đế mà chứng tứ quả. Tất cả đều cho thấy kinh, nghe pháp mà thành tựu đạo quả. Tóm lại, hiểu được Kinh Phật hẳn là một điều khó, nghĩa là quý báu. Điều thứ năm, sinh thời Phật, gặp Phật là khó. Đức Phật là con người giác ngộ, tỉnh thức đến tột độ. Ngài là con người nhân bản và hơn thế, vượt trên nhân bản. Ngài là vĩ nhân trên các vĩ nhân. Ngài là vô thượng sư, vô sư, đạo sư, là siêu tuyệt. Cho nên sinh thời Phật, gặp được Phật là một phước duyên to lớn mà ít ai có được phước duyên này. Kinh Pháp Hoa, Đức Phật cho biết rằng Phật ra đời là nghìn năm một thuở, các Phật rất khó gặp, nghìn năm mới một lần. Hay Thế Tôn rất có ít, khó có thể gặp gỡ, đủ vô lượng công đức, hãy cứu độ chúng sinh. Hay Đức Phật khó gặp đặng, như hoa linh thoại, như rùa một mắt gặp bọng cây nổi, phải do phước đức sâu dày mới gặp được Như Lai. Trong kinh Trung Bộ khẳng định, thấy Phật là vạn nan, thấy được bậc chánh giác thật vạn nan, vạn nan. Bậc chánh giác ra đời thật thiên nan, vạn nan. Cũng một cách diễn tả, kinh Đại Biểu Tích nói: trong thiên hạ thật là lâu mới có một đức Như Lai ra đời. Hay sự khẳng định chính xác, sự xuất hiện của một người là khó gặp. Này các tỳ kheo, là đức Như Lai. Sự phong phú và đa dạng khi diễn tả về sự xuất hiện của đức Như Lai, cũng như là gặp được đức Như Lai là hy hữu, cũng chỉ xiển minh một chân lý duy nhất. Sự xuất hiện của Như Lai đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Sự thị hiện của các đức Phật đã hiếm rồi, mà hữu duyên gặp được Phật lại càng hiếm hơn. Vì nếu không đủ phước đức nhân duyên như bà lão ở Thành Đông, thì tuy sinh phùng thời mà đến chết vẫn chẳng thấy được Phật. Điều thứ sáu, nhẫn được sắc dục là khó. Khái niệm nhẫn ở đây hoàn toàn mới mẻ và phong phú. Nhẫn không chỉ giới hạn ở sự chịu đựng những lời nhục mạ như nguyên ngữ Hán. Nhẫn còn có ý nghĩa sâu rộng hơn là không đam mê, không nhiễm đắm sắc và dục. Như chúng ta đã biết, sức công phá của sắc dục có thể làm băng hoại nhân cách của con người, làm sa đọa con người.
Ở đây nhẫn được sắc dục là chế ngự, thu thúc được lục căn, không để cho lục căn thao túng, mà ngược lại, ta chỉ huy nó theo ý muốn hiện tại của mình. Khống chế được sắc dục, con đường hướng thượng, phạm hạnh sẽ rộng mở và giải thoát sẽ lần khai. Quán triệt và thực hiện được nhẫn sắc dục, một vị thiền sư đã diễn tả sở chứng của mình. Văn thanh kiến, sắc như thạch thượng tài hoa, kiến lợi, kiến danh như nhãn trung trước tiết. Tức là, nghe thấy tiếng sắc chỉ như là hoa trồng trên đá, vô hiệu hóa, thấy lợi, thấy danh như mạt vàng vướng vào mắt. Vì vậy, nhẫn sắc dục cũng chính là một trong các yếu tố quyết định sự giải thoát mọi chấp mắc. Nó vô hiệu hóa căn trần để thể nhập sự an tĩnh tuyệt đối. Do đó, nhẫn được sắc dục là một việc làm hy hữu. Điều thứ 7, thấy đẹp không ham cầu là khó. Đẹp là một trong các yếu tố của thẩm mỹ học. Đẹp theo quan niệm thông thường là những cái hợp nhãn, gây nhiều ấn tượng tốt cho người xem, người đọc. Căn cứ theo quan điểm triết học Phật giáo, đẹp là những giá trị mặt ước, tùy thuộc vào quan điểm của con người, của phong tục tập quán. Có những cái ở đây cho là đẹp, nhưng ở một nơi khác thì lại là phê chuẩn cho nó một cái giá trị mặt ước khác. Nhưng mà nhìn chung, cái đẹp nó có giá trị nhất định theo giá trị mặt ước của nó. Và căn cứ vào giá trị mặt ước đó thì cái đẹp vẫn là cái quyến rũ, hấp lực con người theo cái nhìn hệ lụy của con người. Nhìn vào một bông hoa, mặc dù là hoa vô tình, nhưng nó vẫn gây ấn tượng đam mê ở người ngắm. Bản thân của cái đẹp hiện hữu không tội lỗi gì cả. Nhưng nếu con người nhìn nó với cái nhìn quyến luyến của chất ái, thì cái đẹp trở thành sợi dây ràng buộc sự giải thoát của con người. Xúc đối trước một cảnh đẹp khả hy, khả ái, người ngắm nhìn có một cái nhìn tuệ giác, biết nó là vô tính. Sự hiện hữu của nó chỉ là một tập hợp duyên tụ tán. Chính vì thế, bản thân nó là một hữu kiện vô ngã, vô thường. Cái đẹp của nó chỉ tạm thời, mặt ước, không phải là một giá trị cố định và miên viễn. Do đó, người nhìn nó thoát ly khỏi cái hệ lụy đam mê, nhìn nó với cái nhìn như thị chi kiến, không mang theo, không gắn cho nó một giá trị giả thiết nào cả. Cái nhìn như vậy là cái nhìn quán chiếu bát nhã, đúng với cả bản chất của nó. Từ đó thì người xúc động cảnh hảo ý vẫn giữ thái độ thản nhiên, thanh thoát, không khởi ý tham cầu nó, chiếm hữu nó, không biến nó thành một ngã sở hữu, mà biết nó hiện hữu như không hiện hữu, đẹp như không đẹp, không ái thủ giải thoát. Điều thứ 8, bị nhục không sân là khó. Nhục là những hành vi lăng mạ người khác. Nó xuất phát từ tâm lý tật đố hoặc sự sôi sục của lòng sân hận. Nhục, nếu thể hiện bằng lời, là những lời ác ngữ, nguyền rủa, chửi thề độc địa, làm cho người bị lăng mạ đau xót như cắt đứt gan ruột của mình vậy. Nếu thể hiện bằng thân tạo tác, đó là sự thiêu hủy hoặc sát thương đối tượng. Nếu thể hiện bằng ý, là sự ngấm ngầm hãm hại. Cả ba đều đem lại cho người khác tâm lý lo âu, sợ sệt. Đứng trước cảnh bị người khác nhục mạ, người ta thường sân hận, giận dữ, đôi lúc là phản kháng, ẩu đả. Chỉ có những ai thấu hiểu được sự đối đầu, đối kháng chỉ là giải pháp nhất thời thôi, không chặn đứng được sự xung đột, khắc chế, mới có thể nhẫn nhịn được sự nhục mạ theo tinh thần lời dạy. Hận thù, diệt hận thù, đời này không có được. Không hận, diệt hận thù là định luật ngàn thu. Quả thật như vậy, xu thế mới của chính trường ngày nay cũng lần bước tìm giải pháp hòa bình thế giới, xóa bỏ mọi hận thù, chiến tranh bằng những sách lược hoàn toàn phù hợp với cả lời dạy của Đức Phật. Vũ lực chiến tranh chỉ dẫn đến sự tiêu diệt lẫn nhau, không phải là giải pháp hòa giải tối ưu. Lửa nóng mà đổ thêm dầu là hỏng việc. Nhà Nho thì cũng nói rằng nhẫn, 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 trái chủ oan gia, tùng thủ tận. Nghĩa là hai bên biết nhường nhịn lẫn nhau thì sự cừu địch sẽ chấm dứt. Cũng nên nhớ rằng, ý nghĩa của lời dạy này cũng như là kệ pháp cú được trưng dẫn ở trên là nhằm đề cao tinh thần hiếu hòa của hai bên đối địch. Nhường nhịn là hòa giải, là giải pháp hợp lý nhất, tối ưu nhất. Hoàn toàn không có nghĩa dạy người ta bi quan, làm mềm nhũn ý chí quật cường của con người. Chính vì vậy,
giá trị của sự hòa giải, nhẫn nhịn đem lại an lạc, hạnh phúc cho cả hai bên. Nên Đức Phật dạy, bị nhục không sân là khó, là vì lý do này. 9. Có thế lực không cậy uy là khó. Cái khó được nêu ở đây thật là một châm ngôn thâm thúy, đúng cho những nhà cầm cân nảy mực, những người có quyền thế, có uy lực, suy nghĩ, nghiền ngẫm. Thông thường thì những người có quyền thế hay cậy thế ỷ quyền, ức hiếp kẻ cô thế đơn độc. Trong văn học, nhất là dòng văn học hiện thực phê phán ở nước ta, đã vẽ lại khá sinh động, sâu sắc và rõ nét thái độ lẫn hành động áp bức, bất công của những tên quan lại cường hào, bức hiếp dân lành. Đó là hậu quả của chế độ phong kiến với những quan niệm sức mạnh là quyền hành và công lý là vua chúa. Nhưng góc độ nguy hại nhất của sự cậy quyền ỷ thế lại hiện hữu nhiều nhất ở chế độ độc tài và những con người độc đoán. Họ không biết lắng nghe tiếng kêu thảm thương của người bị đàn áp một cách bất công và vô tội vạ. Họ sống an nhiên trên sự thảm khốc của người khác. Từ đó thì tội lỗi của họ cũng chồng chất cao dần theo thời gian và trị vì cai trị của họ. Những luật vua, phép nước hết sức vô lý, bất công, nhưng đã một thời khiến những người dân trong nước hay người con trong gia đình, nghĩa là những kẻ thấp cổ bé họng, phải cắn răng chịu đựng những cơn sấm sét có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Cho nên có thế lực mà không ỷ quyền cậy thế, không thị uy, tức tự chính mình đã kiến tạo cho mình nếp sống tránh mạng, tránh nghiệp, không gieo rắc ác nghiệp. Và người như vậy là người hữu ích cho nhân quần xã hội, là người biết hướng thiện, hướng thượng. Được như vậy quả thật là đáng quý. Điều thứ 10, đối cảnh vô tâm là khó. Theo phương pháp duy thức học, cảnh là đối pháp của tâm, cảnh là khách thể bị nhận thức và tâm là chủ thể nhận thức. Tâm với ý nghĩa là ý thức phân biệt, hiểu biết cảnh là tâm ở đại nhị sát na, đã có mặt của ý thức rồi. Tâm ở nhất sát na là trực giác, là nguyên kiến, là hiện tượng. Nó như là một trạng thái yên lặng vô ký vậy, chỉ hiện hữu chưa có phân tích. Đệ nhất sát na tâm này chúng ta gọi là vô tâm. Mặt khác thì chúng ta còn biết, vô tâm là thuật ngữ của thiền tông Trung Quốc. Các vị thiền sư đều ao ước sống thể đạt trạng thái vô tâm. Vô tâm không có nghĩa là mất tri giác, mà là một thứ tri giác viên mãn, không thiên kiến, trú chấp. Vì thế, vô tâm là cửa ngõ nhập đạo giải thoát, là cửa thiền. Tìm châu nên phỏng dấu, học đạo quý vô tâm. Dấu còn tìm châu được, vô tâm đạo dễ vào. Trích Thiền Sư Viên Chiếu. Theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì vô tâm là trạng thái vô phân biệt của sáu thức khi xúc đối với cả sáu trần, và như vậy là giải thoát. Nhãn kiến sắc thời bất nhiễm ư sắc, nhĩ văn thinh thời bất nhiễm ư thinh, thị danh vô tâm diệt danh giải thoát. Và chúng ta thì cũng có thể hiểu vô tâm là vô niệm theo lục tổ. Vô tâm tức vô niệm tức chính, hữu niệm, niệm thành tà. Như vậy vô tâm là yếu tố tất yếu, là cửa ngõ quan trọng để trở về với cả bản tâm thanh tịnh. Do đó, muốn giải thoát, theo lời dạy này, chúng ta phải thường xuyên sống vô tâm, vô phân biệt. Điều thứ 11, học rộng, nghiên cứu nhiều là khó. Trong chương 9 của kinh này, chúng ta đã khảo sát qua vị trí của sự học rộng, nghiên cứu nhiều như là điều không thể bỏ qua đối với cả người học đạo. Học rộng nghiên cứu nhiều là tìm hiểu, lĩnh hội, mổ xẻ vấn đề đến nơi đến chốn. Nó thuộc về vấn đề trí tuệ có được do tìm hiểu, tham vấn, hay văn huệ và tư huệ. Một nhà bác học mà thiếu đi hai yếu tố này thì không thể là nhà bác học được. Một học sinh sinh viên muốn đỗ đạt cao phải chăm chỉ mài kinh nấu sự. Cũng vậy, người học đạo giải thoát tầm cầu chân lý Đức Phật không thể lơ là trong việc học thuật nội minh, và trong công tác hàng hóa không thể thiếu hút kiến thức ngoại điển. Nhà nho nói, học như hòa như đạo, bất học như cạo như thảo. Phật giáo nhân gian nói, tu không học là tu mù. Và Kinh Tăng Chi còn dạy, số ít
là các chúng sinh học rộng và quan sát ý nghĩa các pháp. Như vậy cũng đủ thấy được sự học quý giá và lợi ích đến chừng nào. Chính nhờ sự học rộng nghiên cứu nhiều, người ta nhận châu đâu là chân lý, đâu là phi chân lý, đâu là chính, đâu là tà, đâu là con đường nên đi, đâu là con đường không nên đi. Học rộng nghiên cứu nhiều, nghiễm nhiên trở thành kim chỉ nam hành động trong cuộc sống. Nó còn là tấm bản đồ, là hành trang cần thiết cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Do đó, chúng ta cần phải trau dồi kiến thức, nâng cao tính nhân văn và trí tuệ của mình nhằm đem lại những thành công tốt đẹp như mong muốn. Điều thứ 12, trừ diệt ngã mạn là khó. Người ngã mạn là người đặt bản ngã của mình lên trên hết. Nó là biểu hiện của tâm hiếu thắng, kiêu ngạo, cống cao, thiếu nhã nhặn, nhún nhường, khiêm cung. Người ngã mạn thường song hành với các tâm lý định kiến, bảo thủ, độc đoán. Ngoài việc làm quan điểm và cách nhìn ra, họ cho rằng không có một ai là đúng cả, là chân lý cả. Theo duy thức học, ngã mạn là một trong bốn tâm sở thuộc tính của mạn na, chấp ngã thức. Chính vì yếu tố chấp mắc này trói buộc sai sở chúng ta trong vòng tròn nghiệp nhân ái, thổ hữu, triền miên sinh tử. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đã đưa ra ba dạng thức ngã mạn: ngã mạn tuổi trẻ, ngã mạn không bệnh và ngã mạn sự sống. Ngã mạn tuổi trẻ là thái độ chủ quan, lấn lướt bảo thủ sai lầm. Ngã mạn không bệnh là kiêu tứ, là ỷ cậy thân thể. Ngã mạn sự sống là cậy sống lâu mà làm việc bất thiện về tam nghiệp. Cả ba loại ngã mạn này đều làm cho con người đắm nhiễm, sa đọa vào các nghiệp. Say sưa trong ngã mạn tuổi trẻ, ngã mạn không bệnh, ngã mạn sự sống, kẻ vô văn phàm phu sẽ làm ác về thân, làm ác về lời, làm ác về ý. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đọa ác thú. Vì ngã mạn là chấp thủ, là cống cao, là chấp nhất, nên người liền ngã mạn sẽ thoát ly mọi ràng buộc hệ lụy. Này các tỷ kheo, ai đoạn trừ tâm ngã mạn, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho không còn hiện hữu lại, người ấy là bậc thánh, đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống rồi, không còn bất cứ một hệ lụy nào. Do đó, rất trừ tâm ngã mạn không chỉ là việc khó làm, mà còn là việc rất đáng trân trọng. Điều 13, không khinh người chưa học là khó. Điều 11, Đức Phật dạy học rộng nghiên cứu nhiều là khó. Điều 12 thì Đức Phật dạy cần phải đoạn trừ tâm ngã mạn. Phối hợp hai điều này, chúng ta thấy nếu học rộng nghiên cứu nhiều mà có tâm ngã mạn thì sự học rộng nghiên cứu nhiều ấy chỉ bằng vô ích. Vì người ấy chỉ là một học giả cao ngạo, chỉ thích chỉ trích, bình phẩm người khác mà không xây dựng đóng góp gì nhiều cho việc giáo dục. Nếu học rộng nghiên cứu nhiều mà không có tâm ngã mạn thì kiến thức đó sẽ được truyền bá rộng rãi, làm lợi lạc cho nhiều người. Xã hội thực sự tiến bộ chỉ cần nhiều mẫu người như vậy. Qua điều thứ 13 này, Đức Phật dạy không khinh người sơ học, vị học là một điều khó. Lời dạy này còn hàm ý nói rằng kẻ tài cao thường có nhược điểm, mục hạ, vô nhân và khinh khi người ít học. Một điểm nữa là gián tiếp khuyên chúng ta càng học cao, càng khiêm cung thì giá trị của ta càng lớn. Người ta thường nói tri thức mà không có đạo đức là nguy hiểm hơn nhiều những kẻ ác độc. Ở câu nói này, chúng ta thấy tác hại ghê gớm của những tri thức ác độc ấy. Và bác học đa văn mà kiêu ngạo khinh thị mọi người thì cũng thuộc vào loại này. Xuyên qua lời của Đức Phật dạy không khinh người chưa học, ta thấy tính nhân bản mở rộng ra thật lớn. Và lời dạy này cũng tương đồng với cả hạnh nguyện vô ngã, đề cao Phật tánh bình đẳng của Bồ Tát Thường Bất Khinh trong kinh Pháp Hoa. Tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài đều sẽ thành Phật. Như vậy đây cũng là yếu tố đại thừa của kinh 42 chương, phù hợp với hạnh nguyện Bồ Tát. Điều thứ 14, thực hành tâm bình đẳng là khó. Chỉ với Phật giáo, người ta mới tìm được chân giá trị của chủ trương bình đẳng. Bình đẳng quan Phật giáo bao gồm nhiều chiều xích, xô lệch mọi thiên kiến kỳ thị lâu đời của những quan niệm hủ tục xa xưa. Giá trị bình đẳng cao nhất trong Phật giáo là Phật tánh. Ai cũng có khả năng trở thành con người tuệ giác viên mãn thủ thắng, và nói chung là cả muôn loài, ngoại trừ giống vô tình vô thức. Yếu chỉ mọi chúng sinh đều tiềm tàng một năng lực Phật đã thực sự khuynh đảo hệ thống các tôn giáo học thuyết. Vị trí đạt được cuối cùng của sự hoàn thiện là ngang nhau, lúc ấy không có sự thiên lệch nào cả, dù là thời gian thành tựu.
Bình đẳng quan thứ hai trong Phật giáo là chủ xướng nam nữ bình đẳng, long nữ 8 tuổi cũng thành Phật, tiền nữ của Duy Ma Cật thuyết giảng Đại Thừa cho Ngài Xá Lợi Phật nghe, và cụ thể nhất là mọi người nữ đều được tham nhập tăng đoàn trở thành các tỳ kheo ni với những quyền lợi ngang nhau như các tỳ kheo tăng trong lịch sử Phật giáo xưa và nay. Bình đẳng quan thứ ba trong Phật giáo vừa gắn liền với lịch sử thế giới là xóa bỏ giai cấp, phủ nhận mọi kỳ thị, phân chia, phân biệt giữa con người với con người và giữa con người với con vật. Theo Phật giáo, mọi con người phải có giá trị ngang nhau khi người ta hoàn thiện đạo đức. Chỉ có đạo đức mới phân định chính xác giá trị nhân phẩm con người, giai cấp, địa vị, sự sang trọng, quyền lực, uy thế. Tất cả những thứ này Đức Phật đều phủ nhận để đề cao bình đẳng. Chỉ với ba quan điểm bình đẳng này cũng đủ chứng minh sự siêu việt của Phật giáo trong việc đề cao nhân bản và đem lại cho con người sự bình đẳng tuyệt đối. Do đó, thực hành bình đẳng là một điều vô cùng khó khăn, nhất là đối với cả những con người còn nặng ngã mạn, ngã ái, ngã kiến. Điều thứ 15, chẳng nói thị phi là khó. Trong ngũ giới của người tại gia, giới vọng ngữ là giới có nội dung cấm người Phật tử nói lời thị phi. Thị phi đôi lúc ở một vài trường hợp cũng chính là lời đồn. Tác hại của nó là làm tan rã khối đoàn kết hoặc làm yếu đi sức mạnh của hiệp lực. Nhà nho thường dạy rằng vô ích ngữ ngôn mạc vong thuyết, bất can kỷ sự mạc lao tâm. Chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Chính lời nói này dạy người ta cần phải cẩn trọng trong ngôn ngữ giao tiếp, không nên buông lời khiêu gợi sự tranh chấp, đối địch lẫn nhau. Và khi đứng trước hiện tượng thị phi hay chính mình lại thị phi dư luận để vô hiệu hóa nó, họ còn dạy con người phải có thái độ thản nhiên, vượt lên trên sự luận bất chính, vì thị phi là điều khó tránh khỏi. Thị phi trung nhật hiểu, bất thính tự nhiên vô. Rồi họ còn khẳng định kẻ nào mang thị phi đến kẻ đó là thị phi. Lai thuyết thị phi giả, tiện thị phi nhân. Đối với cả Phật giáo thì thị phi được cấm chỉ ở giới vọng ngữ và giới ly gián ngữ. Người Phật tử chân chính không bao giờ sử dụng ngôn ngữ mang tính bất thiện, không gieo rắc khổ đau đến với cả một ai cả, mà chỉ nên mang lại sự thiện ích và toàn mỹ cho mọi người. Như vậy trên cơ bản, không thị phi là hoàn thiện nhân cách Phật tử, nhân cách con người chính của họ. Nó là nền tảng hoàn thiện ngữ nghiệp, tạo ra từ ái ngữ, nhu nhuyễn ngữ, ngôn ngữ hòa ái, lịch thiệp. Vì thế, không nói lời thị phi là một điều khó và cũng là một điều đáng quý trọng. Điều thứ 16, gặp được thiện tri thức là khó. Thiện tri thức là những người bạn lành giúp ta nâng cao trí thức, tiếp cận giáo pháp, chân lý của Đức Phật. Ngoài ra thì thiện tri thức còn được hiểu là những pháp môn, giáo lý, kinh điển, pháp bảo của Đức Phật thăng hoa nếp sống đạo đức cho ta. Sở dĩ Đức Phật dạy rằng gặp thiện tri thức là khó chính bởi hai lý do. Một là thân cận thiện tri thức, chúng ta sẽ tăng trưởng các thiện pháp, tổn giảm ác pháp, như Tổ Quy Sơn giải: thân cận thiện tri thức như vu lộ trung hành, tùy bất thâm y, thời thời hữu nhuận. Mà thiện pháp là chất liệu cơ bản để tạo nên con người đạo đức, con người mô phạm, và ác pháp là yếu tố sa đọa hóa con người, hạ liệt hóa con người. Hai, thân cận thiện tri thức, chúng ta sẽ tăng trưởng những gì chưa tăng trưởng, sẽ nghe, sẽ học hỏi những gì chưa biết, sẽ trưởng thành trong pháp và luật của Như Lai. Phản luận lại tiền đề trên, chúng ta có một định lý đạo. Thân cận ác tri thức là một điều dễ, nhưng ai thân cận sẽ tăng trưởng quả ác. Tổn giảm thiện pháp như Tổ Quy Sơn dạy: ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến. Hay gần mực thì đen, gần lọ thì dơ. Hay nếu bạn luôn sống với cả người què, hẳn một ngày kia tự bạn sẽ đi khập khiễng. Hay khi con bồ câu kết hợp với cả những con quạ, bộ lông của nó vẫn giữ nguyên màu trắng, nhưng quả tim của nó đã bắt đầu đen. Cả nguyên luận của Đức Phật và phản luận vừa liệt kê đều ngụ ý dạy rằng chúng ta cần phải nương tựa vào chánh pháp, vào tam bảo để thăng hoa đạo đức, thăng hoa giá trị chính mình và xa lìa các ác nhân, ác pháp, ác tà kiến. Điều thứ 17, kiến tánh học đạo là khó.
Quan niệm về cái khó ở đường 17 này bao gồm hai phạm trù: kiến tánh là khó và học đạo, điều kiện kiến tánh là khó. Kiến tánh chỉ với thuật ngữ này ta lại thấy yếu tố Đại Thừa Phật Giáo, cụ thể là Thiền Tông Trung Quốc được đề cập khá sinh động. Dòng Thiền Bắc Tông được truyền từ Tổ Ca Diếp là sơ tổ Ấn Độ đến Tổ Huệ Năng, cũng là tổ cuối cùng của dòng Thiền Ấn Hoa tại Trung Hoa, đều chủ trương bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Yếu nghĩa của lập trường Thiền Tông vốn không phải là kinh bác văn tự ngôn ngữ, mà là vượt lên trên hệ thống ngôn ngữ mạn ước, nhắm thẳng vào thực tại toàn diện, thực tại giải thoát trừ tướng. Thiền Tông vẫn sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, trong đối thoại thiền, trong thiền bổng, thiền bát, nhưng là một thứ ngôn ngữ siêu ngôn ngữ, ngôn ngữ khai ngộ. Ngôn ngữ Thiền Tông là ngôn ngữ đánh đổ thành trì, chấp mắc và hướng ngoại. Do đó, bất lập văn tự là bất lập cái thứ văn tự chấp mắc, chứ không hoàn toàn phủ định nó với ý nghĩa xua đuổi. Bởi lẽ, ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Mặc dù trên chủ trương giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự, nhưng mà để kiến tánh, thiền vẫn dùng phương tiện thể nhập. Một trong các cửa ngõ của phương tiện đó là học đạo. Học đạo còn được xem là văn tự bát nhã và quán chiếu bát nhã để đạt được thực tướng bát nhã là thiền, và thực hiện được cửa ngõ phương tiện này cũng thật là hy hữu. Điều thứ 18, tùy duyên độ hóa là khó. Một trong các công tác hàng đầu của tu sĩ Phật giáo là hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bản hoài. Người tăng sĩ đánh đổi sự nghiệp thế tục bằng chính nghiệp truyền đạo và lý tưởng, đời sống thế tục được thay bằng lý tưởng lợi tha. Nhưng để đạt được mục tiêu giáo dục này, đòi hỏi người truyền bá phải biết vận dụng sách lược một cách nhuần nhuyễn, hợp lý và tình. Thiếu đi yếu tố quyết định này, sự hoằng pháp có thể dẫn đến thất bại. Ngay đến Đức Phật khi thuyết pháp, Ngài cũng vận dụng tứ tất đàn, khi thì đối trị, khi thì vi nhân, khi thì thế giới và khi thì sử dụng đệ nhất nghĩa. Tùy đối tượng, sự đối cơ sẽ được tiếp ứng. Đối cơ có thì khế lý mới biện bày. Do đó muốn có khế lý tất phải có khế cơ. Trong kinh, Đức Phật diễn tả sự khế cơ của Ngài như sau: người cầu thanh văn thì thuyết pháp tứ đế, vượt sinh lão bệnh tử, cứu cánh niết bàn. Người cầu độc giác thì thuyết 12 nhân duyên. Người cầu Bồ Tát thì thuyết 6 ba la mật, để họ chứng đắc vô thượng Bồ Đề, thành tựu nhất thiết chủng chi, tựu các kỹ năng hóa độ. Có sư phạm trong hóa độ và giảng dạy, Đức Phật thành công lớn trong việc hoằng bá độ sinh. Các vị thiền sư, đạo sư, chân tăng sau này cũng nhờ tùy duyên hóa độ mà đã làm rạng rỡ dòng thích. Do đó, tùy duyên hóa độ là cần thiết, là khó thực hiện, là quý hiếm, là nền tảng của sự hoằng pháp giáo dục. Điều thứ 19, thấy cảnh không động tâm là khó. Nội dung của điều khó này thì cũng tương tự với cả nội dung ở điều khó thứ 10, nhưng vô tâm ở đây được đề cập với mức độ cao hơn, sâu hơn, khó thực hiện hơn. Vô tâm là bước thứ hai, không động tâm là bước đầu để đạt đến vô tâm. Không thành tựu được không động tâm trước cảnh trần, trước những biến loạn tinh thần, thì không thể đạt được trạng thái vô tâm, giải thoát. Người tu đạo giải thoát phải từng bước huấn luyện tâm, không cho tâm dao động. Mọi tiếp cảnh, xúc đối phải được quan niệm tùy duyên nhưng bất biến, hiện tượng nhưng chân như. Việc đến thì làm, việc đi không lưu luyến. Khi làm thì cũng tránh niệm tỉnh giác, không chú trước. Nhạn quá hàn đàm, nhạn khứ, đàm vô lưu ảnh, phong lai suy trúc, phong khứ, trúc bất lưu thanh, thị cố, sự trí nhi tùy tâm khởi, sự khứ nhi tùy tâm vong. Đó chính là trạng thái tâm như bất động, tự tại giải thoát. Hiểu theo nghĩa khác thì không động tâm là đối cảnh trong trạng thái định, an tĩnh, mà định là cơ năng phát sinh tuệ giác, là nền tảng thành tựu tất cả các thiện pháp. Thế nên thấy cảnh không động tâm là khó, là siêu vĩ. Điều thứ 20, khéo biết phương tiện là khó. Quan niệm về cái khó cuối cùng này cũng ít nhiều liên quan đến nội dung điều 18. Điểm giống nhau giữa hai điều là cả hai cùng đề cập đến tính phương tiện, tính dược thảo, tính sách lược trong giáo hóa và giáo dục như là quan trọng hàng đầu. Điểm khác nhau ở hai điều này là điều 20 này là điều kiện, là môi giới, là chất xúc tác để thành tựu điều 18. Có phương tiện thì người ta mới có tùy duyên hóa độ, vận dụng nhuần nhuyễn phương tiện khế lý cơ
thì tùy duyên hóa độ sẽ hoàn toàn bị chu tất. Phương tiện và tùy duyên hóa độ là hai phần liên kết của một vấn đề hoằng pháp hay giáo dục. Đức Phật phê phán ba hạng đạo sư, giáo sư vì thiếu phương tiện sư phạm, thiếu những thao tác đối cơ, làm cho thính giả nghe pháp mà vẫn không đạt được lợi lạc. Hạng thứ nhất, đã không thực chứng vấn đề, lại còn truyền đạt vấn đề một cách tối nghĩa, khó hiểu, làm cho thính chúng hiểu lệch ý, thực hành sai. Hạng thứ hai, tuy không thực chứng vấn đề, tuy truyền đạt rõ ràng chính xác, nhưng mà lại vụng về trong thực hành. Sự chi hành bất nhân làm cho người nghe bất mãn, sống trái diệu pháp. Hạng thứ ba, tuy có quy trình thực tu thực chứng, nhưng mà truyền đạt kém, không linh động, làm cho tính chúng khó nắm bắt, thực hành tùy tiện, kết quả đi lạc lối. Cả ba hạng đạo sư, giáo sư này đều bị Đức Phật chê trách vì thiếu phương tiện, không thiện xảo trong phương tiện. Về truyền đạt đúng với cả chánh pháp, đúng với cả chân lý thì tác hứng của nó sẽ ngược lại, nghĩa là đem lại an lạc hạnh phúc cho đa số. Chính vì vậy, người làm công tác văn hóa giáo dục nói chung phải hết sức cẩn trọng và biết lượng sức, vì khéo biết phương tiện là khó. Quý vị thân mến, nội dung của video ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin gặp lại quý vị ở video sau.